Xin chào mừng tất cả các em. Một tuần lại trôi qua, thầy rất vui mừng khi được đồng hành cùng các em trong giờ học trực tuyến môn âm nhạc lớp 2. Thầy chúc các em sẽ có một giờ học thật vui và hiệu quả. Và để học tập tốt thì các em hãy chuẩn bị một số đồ dùng học tập sau nhé. Các em chuẩn bị tập bài hát lớp 2 và chuẩn bị một số nhạc cụ gõ đệm ở nhà như thanh phách hoặc là những cốc nhựa. Và trước khi bước vào giờ học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng đứng trước màn hình, chúng ta cùng hát và vận động theo nhạc bài hát Ngày Hè Vui. Các em thân mến, vừa rồi các em đã hát và vận động theo nhạc rất vui với bài hát Ngày Hè Vui. Và để giúp các em hát tốt hơn bài hát này, đồng thời gõ đệm thêm sinh động hơn trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tiết học số 32. Chúng ta sẽ ôn lại bài hát Ngày Hè Vui và dùng nhạc cụ gõ đệm thể hiện các hình tiết tấu. Thông qua bài học này thì các em cần đạt được một số yêu cầu như: các em hát được giai điệu và đúng lời ca của bài hát Ngày Hè Vui. Các em vỗ tay hoặc gõ đệm theo hình tiết tấu 1, vận động phụ họa nhịp nhàng theo giai điệu của bài hát. Các em biết sử dụng nhạc cụ gõ thể hiện các mẫu tiết tấu và đệm cho bài hát Ngày Hè Vui. Thông qua bài học này, các em sẽ biết cảm nhận âm thanh của các nhạc cụ, biết yêu mến thiên nhiên, các loài vật, yêu thích nhạc cụ trong nước và nước ngoài. Sau đây, để bước vào nội dung thứ nhất của bài học, thầy mời các em cùng hát và gõ đệm theo nhịp bài hát Ngày Hè Vui. Các em có thể sử dụng thanh phách hoặc cốc nhựa. Chúng ta gõ đệm vào những bông hoa màu đỏ nhé. Thank you.
Với hoạt động này thì các em có thể tạm dừng video, hát và thực hiện lại nhiều lần nhé. Tiếp theo, thầy mời các em hát và gõ đệm theo hình tiết tấu số 1. Những điểm thầy giáo đã đánh dấu trên màn hình thì chúng ta sẽ cùng thực hiện nhé. Xin mời các em thể hiện nào. Cũng như gõ đệm theo nhịp thì gõ đệm theo hình tiết tấu 1, các em có thể tạm dừng video và chúng ta sẽ tập luyện nhiều lần hơn nhé. Sau đây, thầy mời các em cùng đứng lên, chúng ta cùng hát và nhún chân nhịp nhàng theo nhịp điệu của bài hát Ngày Hè Vui. Các em có thể tự sáng tạo ra một vài động tác phụ họa đơn giản cho bài hát này nhé. Các em thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung khám phá. Các em sẽ sử dụng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu. Chúng ta ở nhà có thể sử dụng thanh phách hoặc những cốc nhựa để chúng ta gõ đệm cho các tiết tấu này. Sau đây chúng ta sẽ tập gõ đệm hình tiết tấu số 1. Các em sẽ nghe thầy giáo thực hiện một lượt. Các em có thể đếm 1, 1, 2, 1, nghỉ, 1, 1, 2, 1, nghỉ. Sau đây, xin mời các em thể hiện nào. 2, 1. Sau đây, chúng ta sẽ tập hình tiết tấu số 2. Các em sẽ nghe và thực hiện. Chúng ta đếm như sau: 1, nghỉ, 1, nghỉ, 1, 2.
2, 3, nghỉ. Sau đây, xin mời các em thể hiện 2 lần nào. 2, 1. Thầy hy vọng rằng với hai hình liên tấu này, các em sẽ thực hiện rất là tốt. Sau đây, đến phần thực hành, thầy mời các em sử dụng nhạc cụ gõ. Chúng ta gõ theo hình tiết tấu số 2 để đệm cho bài hát Ngày Hè Vui. Sau đây, các em sẽ kết hợp hai hình tiết tấu, chúng ta thực hiện gõ đệm bài hát Ngày Hè Vui. Gõ đệm mẫu hình tiết tấu thứ nhất với 2 câu đầu và gõ đệm mẫu hình tiết tấu thứ hai với 2 câu sau. Sau đây, xin mời các em thể hiện nào. Các em thân mến, như vậy là trong tiết học ngày hôm nay, thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu nội dung tiết học số 32, ôn bài hát Ngày Hè Vui và sử dụng nhạc cụ gõ đệm thể hiện các hình tiết tấu. Thầy hy vọng rằng thông qua buổi học này, các em có những trải nghiệm thú vị với môn âm nhạc. Các em sẽ sử dụng thành thạo các hình mẫu tiết tấu gõ đệm cho bài hát Ngày Hè Vui. Các em ở nhà hãy tập luyện và biểu diễn lại bài hát cho các thành viên trong gia đình mình cùng xem và có thể gửi video vào nhóm lớp nhé. Các em thân mến, giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học lần sau. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và hát hay. Xin chào các em.